Thành phố Vũ Hán, tâm trấn dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, cuối cùng cũng đã thông báo không ghi nhận trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2 nào. Điều này đã mang đến hy vọng cho phần còn lại của thế giới trong cuộc chiến chống đại dịch. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến nghiêm trọng ở phần còn lại của thế giới, các nước cần phải thận trọng. WHO cũng đồng thời nhấn mạnh, mặc dù những người cao tuổi thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi dịch bệnh, nhưng những người trẻ tuổi cũng không phải là ngoại lệ. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, Tổng Giám đốc WHO là Tedros Ghebreyesus đã nhấn mạnh, giới trẻ không nên chủ quan với virus SARS-CoV-2 bởi có thể khiến ngay cả những thanh niên khỏe mạnh phải nằm viện trong nhiều tuần, thậm chí cướp đi sinh mạng của họ. Người đứng đầu WHO cho biết tổ chức này đang sử dụng thuật ngữ giãn cách vật lý thay vì giãn cách xã hội để mô tả sự cần thiết phải duy trì khoảng cách giữa mọi người nhằm tránh lây lan virus. Trong khi đó, một số bác sĩ làm việc tại tuyến đầu các bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc vừa một lần nữa cảnh báo về các trường hợp tái dương tính ở các bệnh nhân COVID-19, thậm chí với biểu hiện chuyển nặng hơn và gọi đây là các ca khỏi bệnh giả. Và dù đây không phải là những trường hợp phổ biến, song các bác sĩ Trung Quốc khuyến cáo bệnh nhân nên được xét nghiệm lại sau khi khỏi bệnh một tháng. Đức hiện ghi nhận hơn 15.000 ca nhiễm và là ổ dịch lớn thứ 5 trên thế giới. Trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tăng mạnh, giới chức nước này áp dụng biện pháp mạnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cụ thể, Bavaria là bang đầu tiên của Mỹ, Đức ra lệnh phong tỏa toàn bộ dân cư. Cuối cùng, sau nhiều lần trì hoãn, chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson đã quyết định đóng cửa toàn bộ các nhà hàng, quán bar, câu lạc bộ đêm tại nước này nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, bệnh nhân số 93-94, bệnh nhân nam 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, thành phố Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18 tháng 3 năm 2020. Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ghi nhận dương tính ngày 20 tháng 3 năm 2020. Ngày 19 tháng 3 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội gửi mẫu bệnh phẩm ngày 20 tháng 3 năm 2020 sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Chiều ngày đã cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định. Ca bệnh số 94, bệnh nhân nữ 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái từ ngày 29 tháng 2 năm 2020 đến ngày 17 tháng 3 năm 2020. Bệnh nhân về nước nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18 tháng 3 năm 2020 trên cùng chuyến bay SU-290 ghế 28A với bệnh nhân số 93 dương tính với virus SARS-CoV-2, ngồi ghế S27B. Kết quả xét nghiệm sàng lọc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội ghi nhận bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 ngày 20 tháng 3 năm 2020. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội lấy mẫu và gửi mẫu bệnh phẩm sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vào ngày 20 tháng 3 năm 2020. Hôm nay đã cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh với tình trạng sức khỏe ổn định. Theo thông báo từ Bộ Y tế, bệnh nhân thứ 92 là nam giới, 21 tuổi, trú ở phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là du học sinh tại Pháp. Ngày 16 tháng 3, bệnh nhân đi từ Paris, Pháp đến Doha, Qatar trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways số hiệu QR40, hàng ghế 29. Tiếp đó lên chuyến bay cũng của Qatar Airways số hiệu QR970, số ghế 18D và tới sân bay Tân Sơn Nhất ngày 17 tháng 3. Khi nhập cảnh thì bệnh nhân chưa có triệu chứng bệnh, chuyển cách ly tập trung tại quận 12. Ngày 17 tháng 3, bệnh nhân có sốt, đau họng, ho khan và được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi ngày 18 tháng 3. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm dương tính vào khuya ngày 19 tháng 3, lấy mẫu bệnh phẩm chuyển Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả xác định dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành phong tỏa cách ly hai chung cư là M1 Nam Sài Gòn trên địa bàn quận 7 và The Ascent quận 2 nhằm hạn chế người ra vào vì hai chung cư này có cư dân dương tính với COVID-19. Quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại chung cư M1 Nam Sài Gòn quận 7. Bên trong chung cư này đã có trường hợp có ca nhiễm dương tính COVID-19. Theo Trung tâm Y tế quận 7 thì trường hợp này là người phụ nữ Việt sống tầng 23 lốc T1B trong chung cư và sống cùng cha mẹ và em trai. Hiện tại thì hai lốc của chung cư này là T1A và T1B vẫn đang bị cách ly phong tỏa để cơ quan chức năng lập danh sách những trường hợp có khả năng tiếp xúc gần với bệnh nhân để lấy mẫu xét nghiệm và để cơ quan y tế tiến hành sát khuẩn bên trong khu vực.
Chung cư này có 3 block T1A, T1B và T2 với 963 căn hộ và 1.463 nhân khẩu. Hiện cư dân sống tại block T2 không bị phong tỏa, nhưng toàn bộ người ra vào đều phải đo thân nhiệt và xuất trình giấy tờ. Nhiều người đến đưa đồ dùng cho người thân hay nhân viên giao hàng đều phải chờ trước khu vực căng dây ngăn cách để bảo vệ chuyển vào trong cho cư dân. Thì cũng mới biết hôm khoảng 3 giờ chiều ngày 17 á, thì cũng có xe đấy vô rồi kia, rồi có nhiều người thông báo thì cũng an tâm hơn nhiều. Tại vì có cơ quan chức năng người ta sẽ hướng dẫn cho mình, nên mình cứ yên tâm sinh sống, sinh hoạt bình thường. Đúng rồi, tự hồi đó giờ mình coi thực sự nó đã quen rồi, mình chuẩn bị trước hết rồi. Mình chuẩn bị thế nào cô? Có nghĩa là mình xài cái gì cũng cẩn thận hết á, khách vô ăn uống. Từ hồi đó giờ mình bán cái nào cũng riêng hết, ngồi bàn riêng hết. Tại vì cổ về tối 17 là 19 là phát hiện rồi, người ta y tế nó lại rồi. Với cổ cũng không có xuống nữa. Thấy là nếu mà phong tỏ thì cũng ảnh hưởng lớn, cũng phần nhiều đó. Nhưng mà cái đó là cũng tốt thôi. Phải cách ly chừng khi nào tìm ra con bệnh để đưa người đó đi cách ly thì như vậy là ok nhất. Tương tự, chung cư cao cấp Ascent trên đường Quốc Hương, quận 2 cũng đang bị phong tỏa nghiêm ngặt sau khi phi công người Anh sống tại đây có kết quả xét nghiệm lần đầu dương tính nCoV. Chung cư này có 2 block, 29 tầng, 278 căn hộ với 765 cư dân. Không như các khu vực bị phong tỏa khác tại thành phố Hồ Chí Minh, người ngoài đến liên hệ với cư dân phải giữ khoảng cách hơn 2 mét và đeo khẩu trang khi nói chuyện. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh Trần Quang Thảo cho biết là 140 hộ với 725 người dân ở phường 1 quận 8 đã được cách ly vào ngày hôm nay, do đây là nơi ở của người đàn ông từng dự lễ hội Hồi giáo ở Malaysia nhiễm SARS-CoV-2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 8 cũng cho biết là trên địa bàn quận ghi nhận 2 ca nhiễm SARS-CoV-2 là bệnh nhân 64, một phụ nữ có địa chỉ ở đường Nguyễn Thị Tần, phường 2 và người đàn ông dân tộc Chăm dự lễ hội Hồi giáo ở Kuala Lumpur, Malaysia ở đường Dương Bá Trạc, phường 1. Vâng, thưa quý vị, Hà Nội đang bước vào giai đoạn khó khăn trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho những cấp độ cao hơn, thủ đô đã huy động gần 1.000 sinh viên ngành y và y bác sĩ về hưu chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Cho đến ngày hôm nay thì lực lượng này đã ở trong tinh thần sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ theo sự điều động của chính quyền, ghi nhận tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Đây là lớp tập huấn do Trung tâm Y tế quận Bắc Từ Liêm tổ chức cho sinh viên trường y tế công cộng tham gia vào chiến dịch phòng chống dịch bệnh COVID-19. Là một trong 20 sinh viên được chọn, Thu Hương mong muốn được sử dụng những kiến thức của mình cùng với sự tập huấn của quận để được là một thành viên trong chiến tuyến chống dịch. Sự tập huấn nhiệt tình của bên trung tâm y tế thì chúng tôi tự tin rằng là chúng tôi có thể thực hiện được những công việc được giao. Chỉ sau một ngày, nhà trường thông báo đã có hơn 250 sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch này. 20 sinh viên được tuyển chọn là những em có thành tích học tập tốt, có kinh nghiệm thực tiễn trong các hoạt động tình nguyện. Trong quá trình chung tay phòng chống dịch thì những cái chuyên môn các bạn được học thì sẽ giúp cho bạn thuận lợi hơn trong việc triển khai công việc mà các bạn được huy động. Không chỉ có tuổi trẻ xung kích, ngay sau khi có lời kêu gọi từ chính quyền, đội ngũ y bác sĩ nghỉ hưu của quận cũng đã xung phong lên đường chống dịch. Là bác sĩ nghỉ hưu đã 5 năm nay, ông Đặng Minh Vụ cùng 280 y bác sĩ về hưu của quận Bắc Từ Liêm vẫn hừng hực khí thế. Nguyên là cán bộ y tế phường Đông Ngạc, cùng với kinh nghiệm tham gia chống dịch SARS vào năm 2003, nên ông Vụ mong muốn được đóng góp với Hà Nội công sức nhỏ bé của mình. Có vấn đề gì thì là ở cái dịch lần này, tôi lại càng xác định là mình cần phải có trách nhiệm tham gia cái hoạt động phòng chống dịch ở trong cái giai đoạn hiện tại này nhiều hơn, mặc dù là có cái nguy cơ lây lan nhiều, nhưng vì trách nhiệm với cộng đồng. Với sự lây lan nguy hiểm của dịch bệnh, chính quyền quận Bắc Từ Liêm ghi nhận tinh thần của các y bác sĩ về hưu, nhưng sẽ lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn về sức khỏe. Để lực lượng tuổi trẻ và nghỉ hưu này có thể tham gia vào trực tuyến, quận đã thực hiện lớp tập huấn và có sự bố trí công việc cho phù hợp đối với chuyên môn của từng người. Qua sơ bộ, chúng tôi cũng đã tiến hành tổng hợp được 12 cán bộ y bác sĩ, y tá đã nghỉ hưu.
để sẵn sàng nhận nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban dân quận. Tất cả cái lực lượng sinh viên này thì chúng tôi sẽ phân về các phường ở trên địa bàn. Và đối với các phường trên địa bàn thì chúng tôi sẽ rút cán bộ y tế từ các phường để đáp ứng cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn của quận. Còn đối với lực lượng y bác sĩ nghỉ hưu thì chúng tôi chuẩn bị cho cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh tiếp theo. Để chuẩn bị cho những cấp độ cao hơn với phạm vi 1.000 người bị nhiễm COVID-19, thành phố Hà Nội cần nhiều hơn nữa lực lượng tham gia công tác phát hiện và sàng lọc sớm. Hiện Hà Nội đã huy động và nhận được hàng trăm đơn tình nguyện xung kích lên đường, tham gia chống dịch của sinh viên nhiều trường như Đại học Y Hà Nội, Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội, Cao đẳng Y tế Hà Đông. Thưa quý vị, những ngày qua, số lượng người Việt Nam làm việc ở Lào và Thái Lan về nước qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cao. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng ngừa bệnh COVID-19, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp với ngành y tế và các lực lượng chức năng tập trung tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ, tiến hành phân loại và có các giải pháp cách ly với tất cả các trường hợp nhập cảnh. Trước khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tất cả các công dân này đều được kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế chính xác. Các hành lý, hàng hóa cũng như các tuyến xe và khu vực xung quanh đều được phun tiêu độc, khử khuẩn. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành phân luồng công dân để đưa về các khu cách ly tập trung ở các địa phương. Trực tiếp phân luồng, hướng dẫn và cách ly là từng người, phương tiện, là từng vị trí, từng cụ thể. Sau đó là chúng tôi là phân ra thành hai khu vực. Khu vực thứ nhất đó là ở Nghệ An, khu vực thứ hai Hà Tĩnh, là hướng dẫn cho hành khách là đi cách ly tập trung theo sau cái kết luận của y tế đã kết luận, thì cơ quan chức năng Bộ đội Biên phòng là tiếp tục là hướng dẫn là đưa đi cách ly tại khu tập trung. Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 đến 300 người làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngoài việc kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng còn tổ chức tuyên truyền về cách phòng ngừa dịch bệnh, phát khẩu trang, nước uống và đồ ăn tạm cho người dân. Anh em chúng tôi ở bên Việt Nam đi làm ăn ở bên Lào, bây giờ về cửa khẩu trong cái tình hình dịch Covid như thế này, thấy anh em cửa khẩu nơi đường Cầu Treo này đón tiếp anh em về nước là rất chi là tuyệt vời. Từ khâu ăn uống cho đến là làm thủ tục các thứ nhập cảnh rất chi là tuyệt vời. Thì chắc chắn thời gian tới thì lưu lượng người nhập cảnh về Việt Nam sẽ rất đông. Chính vì vậy là cán bộ đường biên phòng ở đây là tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, thắt chặt các đường mòn lối mở, tổ chức tuần tra kiểm tra kiểm soát là tuyệt đối là không để tránh lên tình trạng vượt biên xảy ra. Đối với công tác kiểm tra kiểm soát hàng hóa cũng được triển khai nghiêm ngặt với phương châm vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo thông quan hàng hóa, không để ùn ứ, ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xác định công tác phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ hàng đầu, đặt lên trên hết, và đã phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu là kiểm soát dịch bệnh đối với người, phương tiện, hàng hóa đã thực hiện thông quan hàng hóa theo đúng quy định, không để hàng hóa ách tắc tại cửa khẩu. Hiện nay, ngoài khu cách ly tập trung của tỉnh tại huyện Cẩm Xuyên và 14 khu cách ly y tế tập trung khác, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã thành lập thêm một điểm cách ly tập trung tại khu vực Cổng B thuộc xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn để thuận lợi trong việc di chuyển và cách ly các đối tượng. Những ngày gần đây, nhiều chủ tài khoản Facebook ở một số địa phương trong cả nước đã đăng thông tin sai sự thật để quảng cáo bán hàng về một loại kháng sinh được cho là chống COVID-19. Ngày hôm qua, một trường hợp đăng tải thông tin này vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi lập biên bản xử lý. Lê Hoàng Phương Nguyên ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, chủ tài khoản Facebook Lê Hoàng Phương Nguyên đã bị Công an thành phố Quảng Ngãi và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông lập biên bản xử lý vì cung cấp thông tin sai sự thật. Ngày 13 tháng 3, Lê Hoàng Phương Nguyên đã đăng tải Facebook rao bán một loại thuốc được Nguyên cho là thuốc kháng sinh COVID-19, đồng thời còn kêu gọi người tiêu dùng nên khẩn trương mua loại thuốc này. Xác định đây là quảng cáo sai sự thật, bởi hiện thế giới chưa sản xuất được loại kháng sinh nào chống COVID-19, nên cơ quan công an cùng Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã xử lý vi phạm hành chính 10 triệu đồng đối với Uyên. Để thấy là mình làm sai và em sẽ xóa bỏ và viết và em sẽ đính chính xin lỗi là họ.
Trường hợp vi phạm khi đăng quảng cáo thuốc kháng sinh COVID-19 này không phải là duy nhất ở Quảng Ngãi. Cách đây vài ngày, Công an huyện Bình Sơn cũng đã xử lý Lâm Thị Thúy Dưỡng, sinh năm 1997, ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, về quảng cáo bán thuốc kháng sinh COVID-19 sai sự thật. Quảng cáo về vấn đề thuốc trị bệnh COVID, đây là một điều hoàn toàn không đúng và khẳng định là không có, bởi vì hiện nay trên thế giới đang nghiên cứu, cho nên hiện nay Việt Nam thì làm gì có cái đó mà đã quảng cáo. Do đó để khẳng định chính xác, những việc đó là đang hoàn toàn là sai trái và không đúng sự thật. Vấn đề này mà khi đăng những điều không đúng sự thật, không có thật là vi phạm. Chỉ sau khi cơ quan chức năng xử lý thì người vi phạm mới đăng tải đính chính lại bài viết của mình. Cơ quan chức năng Quảng Ngãi một lần nữa khẳng định các nhà khoa học và các công ty dược phẩm toàn cầu hiện vẫn chưa tìm ra vaccine và thuốc đặc trị chống COVID-19, nên người dân không nên nghe theo, tin theo những lời quảng cáo về thuốc kháng sinh COVID-19 từ các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Thưa quý vị, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, lo lắng là điều luôn thường trực trong mỗi chúng ta. Và có những sự lo lắng còn biến thành nỗi sợ hãi. Hơn thế nữa là sự tức giận đối với mỗi sự việc liên quan đến dịch bệnh này. Và mạng xã hội thì vẫn luôn là nơi để rất nhiều người tiếp nhận và trút nỗi bực dọc bằng những lời chỉ trích, thậm chí là cả những lời mạt sát nặng nề. Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm hành khách được cho là làm loạn ở sân bay Nội Bài vì chuyện chậm được đưa đi cách ly và bày tỏ thái độ bức xúc về vụ việc. Sự việc ngay sau đó đã trở thành nguồn cơn của sự phẫn nộ và giận dữ của đám đông. Hơn 5.000 lượt chia sẻ, cùng với đó là hơn 3.100 lượt bình luận, trong đó chủ yếu là những lời chỉ trích, chửi bới. Sự chỉ trích của cư dân mạng không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến một cá nhân mà còn tác động không tốt đến một nhóm cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Sau một tuần ở tại khu cách ly đủ thời gian để mọi thứ bình tĩnh trở lại, một số người chứng kiến sự việc đã chia sẻ ý kiến của mình. Tôi rất là giật mình khi về đến trại cách ly thì có đọc một bài báo viết về sự việc ở sân bay của cô áo đen. Và bên dưới thì tôi đọc, ở bên dưới thì thấy mọi người comment chỉ với vợ đấy là một cái việc hành động không ai để làm cho tất cả mọi việc nó thành rối lên, là nên mọi người nên nói về sự thật và nói đúng sự thật chứ không nên thêm bớt vào trong các vấn đề này. Tôi không nói cũng là con nhỏ, muốn là chuyến tách riêng từng chuyến ra thì để nó đỡ sự lây nhiễm thôi. Ý của em đấy là vậy thôi, không có một cái ý gì khác. Đấy, còn cái sự đón tiếp ở sân bay của bà ấy thì cũng rất là tốt. Chương trình hôm giờ tôi chứng kiến từ đầu đến tận cuối cùng xong đi thì chắc là nóng ruột quá. Từ đi từ sáng về, từ 7 giờ sáng đến tận lúc bây giờ 3-4 giờ rồi, chắc nó nóng ruột thì nó... Nói với các anh ở ngoài thì con xòm mọi người chắc là nghĩ không tốt về. Nói chung là nói xấu cho cộng đồng Ba Lan hiểu, đều biết trên thực tế là không có sự thật như thế. Một clip dài hơn 7 phút chắc chắn không thể diễn tả được hết một sự việc xảy ra trong 8 giờ đồng hồ. Nhưng nó cũng đủ làm nên một cơn cuồng nộ và giận dữ trên mạng xã hội. Điều đó cho thấy ý thức phòng chống dịch bệnh đang được cộng đồng đặt lên cao hơn bao giờ hết. Nhưng nó cũng đòi hỏi một sự thấu đáo và bình tĩnh trước hành động đưa và tiếp nhận những vấn đề nhạy cảm để mọi việc không bị đẩy đi quá xa. Một xã hội nhân danh văn minh thì rất cần những ứng xử và suy xét văn minh. Gây ra chuyện bức xúc hay là làm chuyện tốt cho mọi người đều có thể bị ném đá trên mạng xã hội. Thậm chí là có những chuyện chưa rõ ràng, người trong cuộc cũng bị cư dân mạng ném đá. Có thể thấy là mạng xã hội đã trở thành nơi trút giận của một đám đông mất kiềm chế. Hiệu ứng đám đông này dường như còn trở thành trào lưu, không ngăn nổi với những bình luận ném đá là ảo nhưng lại mang đến những tổn thương thật. Chỉ cần lên trang tìm kiếm Google, gõ cụm từ bệnh nhân thứ 17 sẽ có khoảng 140 triệu kết quả chỉ sau 0,40 giây. Điều này cho thấy thông tin ca nhiễm virus corona thứ 17 tại Việt Nam được cập nhật theo từng giờ, dồn dập và sốt sắng. Bệnh nhân số 17, cô là ai? Gia cảnh, đời sống cá nhân của cô đã trở thành chất xúc tác để cộng đồng mạng kết án, trừng phạt. Và những ngày qua, khi những chuyến bay chở hàng nghìn người Việt từ châu Âu về Việt Nam, nhiều người trong số họ bị xác định dương tính với COVID-19,
thì làn sóng chỉ trích Việt Kiều cũng lan nhanh trên mạng xã hội. Anh Tú, một Việt Kiều Mỹ, những ngày này anh không dám nhận mình đã sống và làm việc tại nước ngoài vì sợ bị kỳ thị. Em già như thế là đúng, bởi vì hiện tại cái dư luận nó đang phản ánh là người nước ngoài, người từ châu Âu, châu Mỹ về lây truyền bệnh trong nước, nhưng thực tế thì không phải. Bệnh dịch nó hoành hành ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Cái việc làm của cái bệnh nhân số 17 đấy là đáng lên án. Tuy nhiên thì những cái hành động mà của cộng đồng mạng hiện tại thì mình nghĩ là nó hơi quá. Bệnh nhân số 17 sai khi giấu bệnh, thế nhưng nó cũng không đáng để bất kỳ ai trừng phạt một cái sai bằng nhiều cái sai khác. Ta không thể nào sử dụng cái sai của mình để mà là thỏa mãn cái sai của người khác. Chúng ta không thể nào thể hiện những cái gọi là những cái sự xấu xí đó ở trên mạng xã hội, bởi vì nếu như mọi người không để ý là sau này con họ có thể làm tình cờ một lúc nào đó nhìn lại những cái câu nói của họ đã phát ngôn trên mạng. Chúng ta vẫn nói là cha mẹ chính là cái tấm gương phản chiếu cho con cái. Nó đọc được những cái câu chửi bậy như thế thì tôi không tưởng tượng nổi ra rằng là những bậc cha mẹ đó sẽ trả lời con của họ thế nào. Không để lại vết thương, dấu vết thực thể, nhưng việc cộng đồng phải tiếp nhận thụ động hàng trăm bài đăng với những từ ngữ không thể cay nghiệt hơn là việc không thể xem thường. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những mối liên hệ không nhỏ giữa việc xâm phạm, lạm dụng bằng lời nói với sức khỏe tâm thần và các tương tác xã hội ở người trẻ. Những cái ức chế, những cái sức ép, những cái việc mà các em phải bận tâm hay là phải bối rối hoặc là thậm chí thì bế tắc hoặc là ức chế, thì cái đấy cũng là một cái kiểu gây hại. Trong thời đại số, có lẽ chưa lúc nào con người ta lại dễ bị tổn thương và dễ dàng trở thành một đối tượng bị cộng đồng lên án như hiện nay. Mạng xã hội có thể là ảo, nhưng hệ quả và sự tác động tiêu cực của nó là hiện hữu đối với bất cứ một cá nhân nào. Và trong bối cảnh đại dịch như hiện nay, sự cẩn trọng trước mỗi một cái click chuột để chia sẻ hay bình luận bất cứ điều gì luôn là một điều cần thiết. Theo nhà báo Phạm Trung Tuyến, việc lên mạng xã hội để bày tỏ sự phẫn nộ không phải là cách để đẩy lùi bệnh dịch, mà nó còn tạo ra nguồn năng lượng tiêu cực, khiến cho con người ta trở nên mất kiểm soát, từ đó dễ dàng tạo ra những mâu thuẫn trong xã hội. Trách nhiệm của chúng ta phải đánh giá được tác động đấy để mà hạn chế cái việc mà tung những cái thông tin mà chỉ có khả năng gây ra hoang mang giận dữ mà không giải quyết được vấn đề gì. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái câu chuyện ý thức và trách nhiệm cá nhân trước cái việc sử dụng thông tin. Lúc này là lúc mà vai trò của báo chí, vai trò của những người có ảnh hưởng đến xã hội rất quan trọng. Tiếng nói của họ có thể sẽ tác động để làm đưa mọi người trở lại cái trạng thái bình tâm và làm sống dậy những cái giá trị văn minh, giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam. Còn theo tiến sĩ xã hội học Khuất Thu Hồng, sự phản ứng trong xã hội là cần thiết. Tuy nhiên, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, mỗi sự phản ứng đều cần thận trọng để tránh đi những sự tổn thương và chia rẽ trong xã hội, đồng thời không đánh mất đi sự bao dung trong mỗi con người. Thì có thể là một vài người, một vài chục người, nhưng mà trên mạng xã hội thì cùng một lúc có thể hàng trăm người, hàng nghìn người, thậm chí hàng triệu người cùng lên tiếng. Thì chúng ta tưởng tượng ra một nạn nhân của một cái sự công kích của hàng trăm nghìn người, của hàng triệu người như thế, thì cái tác động của nó sẽ khủng khiếp đến như thế nào. Tôi nghĩ dịch Covid đã giết chết nhiều người, đã làm cho nhiều người phải đau ốm, đã làm cho nhiều gia đình phải ly tán. Thì chúng ta cũng không nên làm cho những ai đó phải tổn thương bởi cái thái độ của mình, bởi cái phản ứng của mình. Và đôi khi thì những cái phản ứng nó còn thiếu thận trọng, nó còn thiếu cái sự cân nhắc và nó thiếu cả một cái sự bao dung nữa. Ai cũng có quyền lên tiếng và phê phán trước một sự việc, thế nhưng không thể đánh đồng nó
với quyền tuyên án hay trừng phạt người khác, dù là qua mạng, bằng việc trút xả sự hằn học cay nghiệt. Đừng tổn hao quá nhiều năng lượng sống cho những đay nghiến tiêu cực bào mòn niềm tin chúng ta mỗi ngày. Đọc nhiều bình phẩm của mọi người về một việc hoặc một cá nhân ai đó, dễ nhận thấy là không phải ai cũng viết ra bằng nhận thức, quan điểm của chính mình. Rất nhiều người đã hùa theo mà không cần suy xét đến tính đúng sai và nhìn nhận rõ ngọn ngành của câu chuyện. Khi cộng đồng dễ bị kích động thì tất yếu là sẽ dẫn tới việc xã hội bị tổn thương. Gây ra tổn thương cho người khác dễ dàng thì cũng đồng thời tạo ra bất ổn cho chính mình. Ai cũng có thể đến một ngày vì một sơ suất nào đó mà bị đem ra bình phẩm không thương tiếc. Đã đến lúc những sự xúc phạm danh dự, nhân phẩm làm tổn thương người khác, dù là trên thế giới ảo, cũng cần bị xử phạt thích đáng. Lan truyền tin tức thất thiệt hay bóp méo hiện thực cho vừa ý đồ, hoặc đơn giản là cho sứ miệng và thỏa mãn sự ích kỷ trong lối sống. Những hành vi này sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, hành vi nói xấu, vu khống trên mạng nhẹ có thể xử phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng, nặng có thể xử lý hình sự từ 3 tháng đến 2 năm tù. Thì các hành vi mà lăng làm nhục rồi vu khống, lăng mạ miệt thị người khác, đấy là hành vi vi phạm pháp luật. Thì tùy theo tính chất mức độ sẽ có cái chế tài xử lý phù hợp. Ví dụ như là trong luật hình sự thì những hành vi như vậy có thể là vi phạm các điều như là tội làm nhục người khác, tội vu khống, tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, hoặc là tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Đại diện Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng cho biết, khi phát hiện các hành vi này, người dân có thể thông báo cho cơ quan công an địa phương hoặc trình báo với cơ quan chức năng như Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cái việc thứ hai là chúng tôi phải tăng cường các cái biện pháp đấu tranh tổng hợp, không chỉ là đấu tranh về ngoại giao như thời gian vừa qua, đàm phán thương lượng, mà còn kết hợp phải có cả đấu tranh về kinh tế và kết hợp cả các biện pháp kỹ thuật trong trường hợp là Facebook hoặc là các cái nền tảng khác họ không thực hiện. Và cuối cùng là cần một cái sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan, ban bộ ngành, bởi vì một cái nền tảng xuyên biên giới như Facebook thì nó liên quan đến rất nhiều bộ ngành. Hiến pháp năm 2013 có quy định công dân có quyền tự do ngôn luận. Thế nhưng công dân không phải vì ỷ thế có quyền mà thả lỏng những lời nói của mình ở bất cứ đâu với bất kỳ người nào. Đôi khi, việc sử dụng những lời lẽ chửi bới thô tục, xúc phạm đối với một số người là một việc làm hết sức bình thường, tự nhiên và thành thói quen. Thế nhưng những lời lẽ ấy được đưa lên mạng xã hội thì nó trở nên không còn bình thường nữa.